Tiện thể em giới thiệu ra má mới tên là Mạnh Duy. Ừ, mới huấn luyện cách đây vài ngày trước. Nhìn bề ngoài cũng có chút cù lần. Và tất nhiên là không thể nào đẹp trai bằng tôi được rồi. Ủa mà huấn luyện vào đây rồi thì chắc phải biết ông gấu pizza này dễ bôi lốt chứ tao. Chẳng lẽ đây là fanboy trong truyền thuyết? Đeo kính đít trai, ánh mắt đờ đẫn. Check. Quần áo style bà ngoại dưới quê. Check. Đam mê vẽ kiêu. Check. Cũng ổn quá ha. Tầm tuổi này mà vẽ được kiêu tỷ lệ vàng như cậu thì cũng hiếm đó.